各位领导、各位代表、各位嘉宾们、同事们，大家晚上好。好，在我们继续今天的流程之前呢，想要给大家介绍我们今天美丽、漂亮、可爱、可亲的女主持人，请大家欢迎我们晚会主持邓秋英。 各位同仁，各界朋友，大家好！我是晚会主持人邓秋英。金猪辞岁，玉树闹春。春满大地，时盛岁新。看阳光灿烂，那就是新年鲜艳的色彩。听金钟朗朗，这是新年动人的旋律。光阴荏苒。 光辉灿烂的2019年即将过去，时光的车轮又留下了一道深深的印痕。斗转星移，充满希望和挑战的2020年，悄然来临，新的起跑线又踩在我们的脚下。在过去的几年里，在拜玉木牌公司全体成员的团结努力下，拜玉木牌这大家庭茁壮成长。 不断发展，赤水不问挖井人。感谢公司全体员工以巴育木牌带来的贡献。那相信在公司高层的带领下，我们不将继续发扬中华人民敢闯敢干的精神。那在陈伯赛这片土地上呢，万泽仗剑的脚步再继续谱写辉煌胜利的新华章。 在此，我们首先在这里给大家送上最美好的祝福，祝大家一帆风顺，二龙腾飞，三阳开泰，四季发财，五福临门，六六大顺，七顺高照，八方进宝，九九同心，十全十美，百事亨通，千事吉祥，万事如意。 好，那现在我们来正式宣布巴育木牌2020年跨年联欢晚会正式开始。莅临我们今天的晚会呢，我们热烈欢迎来自巴育木牌公司各位高层领导代表。那首先进行大家一起掌声欢迎我们的高层代表，我们的尹主任，以及各企业公司的代表、各供应商。 各应邀而来的嘉宾们，欢迎你们的来临，让我们再次以热烈的掌声欢迎大家的到来。今天的活动呢，我们大家庭聚集在这里，不只是一个尾牙的联欢会，这还是我们用来感谢歌颂一直以来给我们英明的指示。那无论在任何的困难。 都会带领我们度过海洋的风浪，来搭上了成功之岸，那就是我们公司资深的高层和各位英明的主管团队，请大家一起掌声来感谢以表扬他们，好不好？好的，接下来请大家以热烈的掌声，有请我们资深的尹主任上台致辞，有请尹主任。 来，我们一起掌声欢迎我们资深的尹主任。各位来宾、各位同事、各位领导，过年好！各位领导、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 各位领导
Ngài vừa gửi lời chào mừng buổi tối cũng như là chúc mừng năm mới đến mọi người. Khải cơ cao trụ, chiến triệu xuôi, chuyên phóng tớ y, yến xin chuyên. Chính hoàn, vô mến tại thị phán trụ y thắng, cùng hợp Trung Quốc, xin chuyên gia chế. Theo vàng chúc mừng cùng... Thưa quý vị, Heo Vàng đã cùng chia tay năm cũ với chúng ta và chủ phước đã đến với chúng ta trong năm mới. Thì trong năm mới thì chúng ta sẽ chắc chắn sẽ
gặp phải những thử thách, và hy vọng rằng mọi người sẽ cố gắng để vượt qua cũng như là tiến đến thành công. Tại th此, tôi xin đại diện Mộ Bài Quốc tế Vui Lợi Công ty, đại diện công ty tổng giám đốc Liêu Tổng, hướng tới các vị lãnh đạo, các vị khách mời, các vị chủ tịch, công ty, các vị đồng nghiệp, và các vị đại diện quan tâm và ủng hộ của tôi, các vị xã hội các giới bạn bè, biểu thị rất thành thực và nhiệt liệt hoan nghênh. Tại đây thì cho phép tôi được thay mặt cho Mr. Leo là tổng giám đốc của Casino Mộc Bài thì xin được gửi đến tất cả quý vị lãnh đạo đại biểu cũng như là quý vị quan khách và các bạn đồng nghiệp có mặt trong buổi liên hoan tối ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành vì sự hiện diện đam mê hôm nay của các bạn đã làm cho khán phòng của chúng ta thêm phần náo nhiệt và trở nên vô cùng ý nghĩa. 2019年八运墨牌国际娱乐公司在董事长的英明领导下 在总经理的带领下，公司全体员工团结一心，积极进取，公司取得了非凡的业绩，公司各方面都迈上了新的台阶。Trong năm 2019, với sự nỗ lực cũng như là đoàn kết của tất cả các thành viên của Casino Mộc Bài thì chúng ta đã gặt hái được rất là nhiều thắng lợi và thành công mới. Và chúng ta cũng đã triển khai thêm những cái dịch vụ để phục vụ khách hàng tốt hơn và mở rộng thị trường của Casino Mộc Bài. Trung xin chúc phúc các vị bạn và gia sử, chuyên chế ủy khoai, hợp gia sinh phú, sân thị健康, công tổ xuyên y, sự nhiên đa trí. Và tại đây thì cho phép tôi được thay mặt cho ban lãnh đạo Casino Mộc Bài chúc cho mọi người năm mới sức khỏe như ý và phát tài, cũng như là năm chuột chúng ta sẽ gặp thật nhiều may mắn và thành công thắng lợi. Trung xin chúc phúc, 我们八运墨牌国际娱乐公司, 生意 hồng hồng hồ hồ, 生意 xin lồng thông sư hải, 草原茂盛, 达三江, 祝愿我们的事业蒸蒸日上，炸转宏图。 Tại đây thì tôi cũng thay mặt cho tất cả những thành viên của Casino Mộc Bài chúc cho đại gia đình Mộc Bài của chúng ta sẽ tiếp tục thành công và gặt hái được thật nhiều thắng lợi trong năm mới. 再次感谢各位的光临，谢谢大家。 Và tại đây một lần nữa xin được cảm ơn sự hiện diện của mọi người. Chúc mọi người có một buổi liên hoan thật là vui. Nào vỗ tay cho Mr. Yi. 感谢我们的美女主持人邓秋英，感谢您。各位领导、代表以及嘉宾们，那今天我们的晚会和将会不断的出现精彩的节目。那接下来，请大家一起关注我们的舞台，一起为今天的场面打起一个热闹、亲切、温暖的气氛。来，掌声有请！ Hello， 各位亲爱的观众朋友们，大家晚上好。首先很开心，因为能够和大家一起共同迎接新春的到来，所以在今天这个特别日子里，我在此祝福现场的各位春节快乐，鼠年大吉，年年美满，喜事连连，岁岁团圆，祝您新年财源好运滚滚来，大家春节好。 新年到，好运就来，让我来祝大家事事都顺心。
幸福美满吉祥如意，金银财宝属福气，那共和的家今年发大财呀、啊、发大财。别个千秋河最喜感恩又带，愿善良的人们天天好运来，你勤劳生活美，你健康春常在，你一生的忙为了笑做烟台，大个中国节庆祝奉献个财，愿祖国的日月年年好运来，你丰富太平年，你龙腾新时代，你幸福的家园你爱百花盛开，好运来，祝你好运来，好运带来了喜和爱，好运来，我们好运来，迎着好运幸福发达同四海。幸福。